em hâm mộ anh, vì anh sướng sướng em hâm mộ anh. Và video lần đầu tiên là anh em mình sẽ các bạn sẽ đúng không làm theo anh em mình nhé. Các bạn đừng làm theo nhé, bởi vì đây là có sự được anh em mình bảo vệ rồi, không dám làm theo kinh nghiệm chuyên gia chỉ đấy. Vẫn chuyên gia ấy các bạn ạ. Đấy thì bây giờ anh em mình sẽ chôn người đi đường nha các bạn nhé. Các bạn chờ nhé. Hay này. Thành anh quá các bạn. Đây các bạn. Đây đây. Đây. Anh ơi. Chào cậu. Em nhờ tí. Em nhờ tí. Anh đâu vậy? Anh đâu làm về quyền xẻo mới thế này. Anh ấy quen. Nhưng mà đi đây. Nói chung là em gọi lại kiểu hỏi thăm anh tí thôi, không có ý gì cả. Anh biết em không? Anh có biết em không? Anh quen đấy nhỉ? Anh chưa gặp bao giờ. Anh làm đâu vậy? Sao? Anh làm đâu vậy? Mà sao số anh sướng thế nhỉ? Mà xe đi số sướng thế nhỉ? Sao số anh sướng? Vừa mua đấy. À đấy à? Thế cho em đi thử được không? Không, biết mày ai. Cho em đi thử thôi. Mà sao số anh sướng thế nhỉ? Đây này, như này nhá. Trời ơi, em nói chung là muốn tặng một món quà rồi. Đây là có chìa khóa nhanh thế, em yên tâm đây, em thực tế mà. Thực tế, nhưng mà anh trộm cắp đi. Em muốn tặng một món quà nữa. Bởi vì là ai đang mày ở đâu? Như nào? Em ở đây. Bọn em là người ở đây thôi mà, ở đây em đang đi lang thang thì xe đẹp đúng không? Đấy, hâm mộ anh quá, muốn tặng quà thôi, làm quen. Đấy, rồi, em muốn tặng anh một món quà thôi rồi. Anh không nhận được không? Rồi, anh quà coi như tấm lòng quà đúng không? Không phải anh ạ. Thôi mà công nhận được rồi. Quen biết chứ đâu mà nhận quà. Ông em lại thích tặng quà cho người lạ chứ. Vậy anh cố gắng nhận đi cho hai anh em vui. Sao? Bắt quà thôi. Đấy, tặng quà đấy, cũng mở lại. Anh ạ, vào đây. Bây giờ em muốn tặng anh một món quà. Mong anh nhận giúp em đi. Bây giờ em thật là em không có ý gì cả. Em rất chi là hâm mộ anh. Em hâm mộ anh có em xe mới. Mới em mới thì liên quan gì quà cáp đâu. Số sướng em ạ, hâm mộ anh. Hâm mộ anh. Anh cố gắng nhận. Bởi vì thật sự là anh nhận quà anh cảm ơn gì cả. Bọn em mất chứ anh mất gì đâu. Được tặng quà anh là niềm vui của bọn em. Đấy, đến niềm vui nhưng mà anh thế. Không, anh hâm mộ anh em, vui. Em rất chi là hâm mộ anh. Bởi vì thấy số anh rất sướng. Anh có xe đẹp, xe ngon đi em ạ. Hai bạn em có đi đâu? Đây của em, hai tay của em. Đúng rồi, mở ra anh xem. Mở ra anh xem. Quà này em phải, anh phải tự mở thôi. Anh biết gì đâu. Thật sự nếu em mở thì không phải mở tặng quà được. Nó cho quà, tặng quà nó nghĩa của tặng quà nó phải đúng rồi. Anh tự mở. Mà em hâm mộ anh bởi vì anh sướng sướng em hâm mộ đấy, anh. Đấy rất chia số tụ. Anh ơi. Cho em mở này. Bọn em quay video chôn tí thôi. Đấy, video chôn tí thôi. Mày quay video chôn thôi. Không, hả? Cậu có như là bọn em không, bọn em không hề bị điên này, bọn em đi thôi tí thôi. Thế anh đi trong clip chôn thôi. Xem là bọn anh xem là em quả mấy đồng. Quả cáp đi này. Giờ mấy giờ mình ra đường chôn. Gọi là trêu anh tí thôi. Có gì anh thông cảm cho em. Thôi rồi, nó sao giúp Nguyệt nhá. Anh ạ. Anh có gì thông cảm em nhá. Có gì thông cảm anh. Nó sao giúp Nguyệt đi. Ừ. Thôi.
mang mang lắm anh. Vâng. Các bạn đừng là nghịch ngu nha anh em mình nha, tí nữa bị em chọn. Thật sự là anh em mình nghịch ngu quá, bị đấm quả đau quá. Đấy thì các bạn ơi, các bạn đừng bao giờ gọi là nghịch ngu nha anh em mình nhá. Hậu quả may xin được hay không nguyên hôm nay bị lại mất một cháy mất một bếp các bạn. Bật móng tay rồi các bạn. Mình nghịch ngu quá các bạn. Bật móng tay à? Nói chung là anh này còn hiền đấy, nếu như anh khác là khoa lăng bị chẳng ngay đấy. Đấy thôi các bạn. Là bây giờ mình cũng chẳng lắm chôn ngu nghịch ngu này nữa đâu. Các bạn xin chào tạm biệt các bạn. Tuyệt đối gọi là không mắc chuyện anh em mình nhá. Bye bye.